Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên một số tuyến đường lớn trên địa bàn huyện đã xuất hiện tình trạng mất nắp hồ ga. Mặc dù đã được cơ quan chức năng khắc phục, song tình trạng này vẫn diễn ra ở một số tuyến đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đây là tấm biển tuyến đường Văn Minh Đô Thị nằm trên đường Phủ Quốc, có lẽ là niềm tự hào của người dân quốc oai về con đường đẹp như vậy. Bên cạnh đó là lối rẽ vào con đường với hàng cây hoa bàn tím là địa điểm để những người dân quốc oai và nhất là các bạn trẻ yêu thiên nhiên tìm đến để check-in. Ấy vậy mà, theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại trên đoạn đường có rất nhiều hố ga đều đã bị mất nắp để trơ ra những miệng hố sâu và rộng như thế này. Vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Dù chưa có vụ tai nạn nào xảy ra do hậu quả của những hố gà mất nắp, tuy nhiên lo ngại mất an toàn, một số vị trí cũng được người dân dùng cành cây che chắn để cảnh báo cho người đi đường. Hàng ngày là bác ra đây dục nhưng mà nhìn thấy những cái hố gà là họ là hỏng từ lâu rồi. Chứ không phải là đến giờ cách đời hai ba năm nay nó là, là các bác không thấy không thấy nắp rồi nên dân người ta chỉ vứt những cái cây que là nó xuống đó để cho mọi người người ta khỏi đi khỏi xa vào, vào bờ cái, cái hố rồi Quá trình uh, sử dụng cái con đường này uh, chúng tôi là những người thường xuyên đi rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày mà thấy uh, một cái dạy hô ga mà mà mất nhiều quá mà rất lâu ngày không được uh, uh, sửa chữa khắc phục bởi vì da tuổi nhiều khi mắt kém gây cái ảnh hưởng cho cái, cái 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 giao thông mà gây ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe cho những người tham gia uh, thể dục trên đường này thường qua cái sự việc này thì còn nhiều người người ta tham gia giao thông ví dụ tham gia giao thông mà nếu mà xảy ra thì cái cái tình trạng hố ga mắt như thế này thì rất là 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 gây ra những cái tai nạn không đáng có thì đề nghị các cơ quan chức năng có cái giải pháp như thế nào đó để cho có cái, cái 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 thuận lợi cho cái việc tham gia giao thông. Điều đang nói là hàng ngày trên đoạn đường này không chỉ có cán bộ viên chức của trung tâm và làm việc mà còn là nơi diễn ra rất nhiều hội nghị lớn của huyện, có số lượng đại biểu lên đến hàng trăm người. Đặc biệt nơi đây vào khoảng 15 đến 20 giờ hàng ngày có rất đông các cháu nhỏ và người dân tham gia học các lớp năng khiếu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Vì vậy nguy cơ tiềm ẩn những hố ga bị mất nắp như thế này luôn rình rập. Vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vừa ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường ở một trung tâm văn hóa của huyện mong rằng tình trạng này cần sớm được khắc phục. Sáng qua 18 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cộng Hòa tổ chức lễ meeting kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và giao lưu văn nghệ dân vũ với sự tham gia hào hứng của chị em phụ nữ ở các khu dân cư trên địa bàn xã. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Hội phụ nữ huyện nói chung và hội phụ nữ xã Cộng Hòa nói riêng đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phụ nữ ba đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đã có nhiều đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển của phụ nữ. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau, Tri hội phụ nữ ở các khu dân cư đã thể hiện các tiết mục văn nghệ, dân vũ trên nền nhạc tự chọn, thông qua các ca khúc ca ngợi đảng, quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đến với buổi giao lưu dân vũ, các bà, các mẹ và các chị gái của các tri hội phụ nữ Cộng Hòa rất hồ hởi phấn khởi, xe xưa biểu diễn các tiết mục với các bước nhảy đều đặn, uyển chuyển và khỏe khoắn, hòa trong sắc màu của trang phục đầy năng động, vui nhộn. Đặc biệt hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam từ ngày 14 đến 20 tháng 10, các chị em phụ nữ xã Cộng Hòa đã trình diễn áo dài nhằm tôn vinh tà áo dài và vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ và phát huy trang phục tà áo dài truyền thống của dân tộc trong đời sống xã hội. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.